Ngày 16 tháng 11, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân xóm Mường Giao, xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình liên quan đến vấn đề bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án. Tại buổi đối thoại, đại diện thanh tra tỉnh đã trình bày dự thảo báo cáo của thanh tra tỉnh về kết quả xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Mây và 22 hộ dân tại xóm Mường Giao, xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình. Theo đó, các hộ dân yêu cầu giải quyết hai nội dung. Thứ nhất, được chi trả thêm một khoản tiền do việc chậm trả tiền bồi thường hỗ trợ của dự án đường Bãi Nai, xóm Dối, xã Bình Tiến, huyện Kỳ Sơn cũ, nay là thành phố Hòa Bình. Thứ hai là bà Lê Thị Mây cho rằng gia đình chưa nhận đủ tiền bồi thường hỗ trợ với diện tích là 1.516 m² đất các loại bị thu hồi đã được phê duyệt tại quyết định số 352 ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban dân huyện Kỳ Sơn cũ về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất làm công trình trên. Qua trao đổi đối thoại thẳng thắn cởi mở giữa Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và các hộ dân đã làm rõ những khúc mắc khiếu nại trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án. Các thành phần tham gia đối thoại cơ bản nhất trí với báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại của thanh tra tỉnh và thống nhất các nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Mây và 22 hộ dân trú tại xóm Mường Giao, xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình là không có căn cứ để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở tham mưu của cơ quan chức năng, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh kết luận giao thanh tra tỉnh xem xét, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 cho các hộ dân.